Đây là đường Trần Nhân Tôn nè, phố sách cũ ở Sài Gòn. Vô đây coi mấy đây sách cũ, sách gì cũng có nè. Cái đó cái gì ta? Cái ly hương hả sư phụ? Đã mớp rồi còn lấy đồ chọt cho lũng nữa thôi. Rách luôn rồi. Cặp này còn cái gì nữa không? Về thôi hả? Nghe được không sư phụ? Mua về giống để có cái âm ly. Cho các bạn. Ủa cái này mời kiểu gì? Để các bạn bỏ vô coi. Hả? Mời kiểu gì? Cho mấy cái điện thoại cũ luôn. Này hết xài được rồi. Ừ, máy hết rồi. Trời ơi, điện thoại này má. Chưa. Cái này 300 hả sư phụ? Hả? 300. Cái bộ trong ở đây, cái đàn nó rất đây à. 100 ngàn là đang mới, còn cái này dạ. Cái bộ con cái đĩa à? Dược đã lắm á. À, đúng rồi. Nó đề không có cái đàn rớt vào đây, nó ra ngoài. Motorola huyền thoại nè. Cái này nó làm gì á, cái trầm này. iSIM á. Cái này Motorola huyền thoại nè. Ừ. Mở được không? Chéo trăng. Chế được. Vậy nhớ mở là được không? Không có gì đâu. Được mà. Nó thì trễ, quỷ này cũ, đi sửa không nổi. Lâu rồi. Đồng đó, cái này cho không đồng này thôi. Cái gì đó. Còn gì nữa? Cái ảnh này thua rồi. Điện thoại. Điện thoại. Cái này là cái gì ta? Cái này mấy máy ảnh nè, điện thoại đó. Còn phím VT nữa. Cái đồng hồ nó còn phím. Còn phím VT. Vừa đang nó móc ra luôn. Hồi đó cái đồng hồ, cái đắp chiều đầu tiên xài là cái này nè. Ok à. Không Samsung. Mất nhiều đồ nha. Mất thấy rồi. Thấy là cầm móc nè. Cái này cũng mới mất rồi. Cân rồi. Cái này cũng mới nè. Này mấy trăm. Mày không bán mắt không thì mua. Chảy mà hình. Rồi chảy rồi. Sẽ nhớ làm đi. Để cũng luôn không có bao đi gì đó. Cái này. Cái đó tới 120 là dữ luôn. Cân là nhiêu? Cân đó 150 là cân là cân to đó, cân 10 kg. Cái cân đợt trước là 57 kg nha. Cân này cân mới nè. Cân cũ chứ mà. Không có cái ổng có cái cân nữa mà bán rồi. Mày giờ còn nhiêu? Đó hai cái thì bán. Tiền. Bán hai cái luôn hả? Ngày bán hả? Ngày nhiêu anh? Bao nhiêu? Hả? Nay còn nhiêu? Cái này thôi. 200. Trời. Đâu vậy? Khoảng 70 không mua 200. Hết rồi nha. Bữa 70 cũng lấy. Đi. Tôi chỗ này là tập kết mua đồ nè. Cái này làm mấy chị ve chai tập kết mua đồ cái đem về đây. Đem về đây người ta lọc ra người ta bán. Đây toàn là lông bia không à? Lông bia thôi. Nghe như lông hồng cứ làm khó quá. Rồi bữa nay không có gì mới hết rồi, lông bia không à? Chỗ này người ta đi mua ve chai giờ ta lọc ra. Thấy chưa? Video clip băng nè. Nhựa nè. Hả? Cái đĩa này. Cái đĩa này.
rồi kiếm nghe cái đinh băng lại khổ lắm. Gì? Cái băng lấy cái gì mà nghe 5 ngàn lấy cái gì mà nghe? Trời ơi đứt ruột hết trơn chứ phải còn. Cái băng này nuôi chơi. Nuôi về treo trang trí đẹp. Ý, cái này được. Cái này có đầu tư. Mở chưa? Có đầu tư luôn á. Hai là băng lâu đầu tư. 5 ngàn hả Thành? Trả tiền cho, cầm em trả tiền cho, có tiền có 5 ngàn nè. Để lấy làm gì? Mua gì? Mua gì bỏ nhà chơi. Thôi nè không cần. Nè. Cái gì? Này nó mua về đó bày chơi không? Bày chơi. Mừng cái. Đĩa kìa, kìa, cầm thế mãi cái đĩa màu hồng kìa. Màu hồng gắn xe hả? Đó chơi chờ gắn xe hả? Anh bung video clip 2012. Thành đĩa là đĩa gì Thành? Cầm cái gì bỏ vô máy cái gì nè. Đĩa màu hồng á. Anh bung video clip 2014. Có ai vậy? Thôi thua rồi, không biết rồi. Nghe cái đầu tư hết rồi. Cái này là biết gì không? Nó có cái cọng dây cáp cắm vô cái đầu điện thoại hay cái gì đây. Có cọng dây cáp cắm vô cái điện thoại hay gì đó là đút vô cái đầu máy xe hơi nó hát cái loa hơi hát theo. Có búa cho bá kìa sư phụ. Sư phụ có búa bự cho bá kìa. Búa bả để đập đồ á. Dạ hay dữ vậy. Đó ừ để đập đồ hết rồi, hết được chơi rồi. Cái đâu gì đó. Cái gì mấy xe này là mua dây chai á, tập kết ra xong rồi có đồ mấy đồ chơi nè. Bên kia có chỗ Sài Gòn có nhiều chỗ bán đồ kiểu này lắm nhưng mà có chỗ mắc chỗ rẻ. Ở đường Trần Nhân Tôn là bán rẻ, bên Nhật Tảo thì bán xe thoải mái 290.000 cáp vào sạc được điện thoại không luôn. Mà cả xe kìa anh Thành. Băng cái xe là anh. Mua nữa đi. Băng gì đây? Niệm quan thế âm. Kinh Di Đà cơm. Băng này tốt rồi. Kinh Sư Dược. Băng này nhiêu chục? Hả? Cái 5 ngàn. Nhiêu chục với cái 5 ngàn. Vậy thì sướng hay vô. Đúng rồi. Mấy cáp này sạc gì giờ xài gì nữa trời. Để vậy. Này để chơi đây giờ đuôi. Mấy đuôi tròn hết xài. Cái Nokia của Bắp giờ người ta cũng gắn lại. Cái cáp này xài được không? Không, cái chui này đâu có chỗ cắm. Sony là cực tốt luôn.
20 năm trước rồi. Này là gì đây? Đây là đời sau nó Marcel. Đó học tiếng Anh mua cái băng này về nghe. Marcel. Chỗ Sài Gòn có nhiều chỗ bán đồ kiểu này lắm nhưng mà có chỗ mắc chỗ rẻ. Ở đường Trần Nhân Tôn là bán rẻ, bên Nhật Tảo thì bán rất thoải mái, 2-9 triệu. Đó, lại đi qua đây. Đó. Đường Trần Nhân Tôn là bán đồ cũ ở vài chỗ thôi nhưng mà cái bán chính họ là bán sách đó. Đó, có rất nhiều đồ sách. Sách cũ, sách gì vô đây là có hết.